Hello mọi người nha. Hôm nay mình với anh trai mình đi soi cóc mọi người ạ. Đây, anh mình đang xuống lấy một con ở dưới. Đây, Ui, đây em nha. đây Ơi. mọi người. Nãy mình đến mình chưa kịp quay đây được từng này rồi mọi người ạ. Đây. Hello anh em nhá. Hôm nay Đây. là anh em đi chăm sóc anh em ạ. Đây Đây. xe đây. Đây. Bây giờ mình sẽ Đó cho. tìm quanh khu này nhé mọi người nhé. Hơi Ừ. tối tí. Đây, lại một con nữa anh em ạ. Đấy. Đây. Ui, chạy thôi. Ôi, một con chạy mất rồi à? Đây mọi người ạ. Hôm nay nó ra hơi nhiều nhỉ anh nhỉ? Quá nhiều hôm nay. Đây, đây một con này, đây một con Đây này. Đây. đây Đây em thấy không? Ôi. đấy Ôi, nhiều ơi. đấy Có thịt cóc ngon luôn. Đây một con này anh em ơi. đấy Con nhiều này thế nhỉ? ơi. À ơi. Mai tha hồ có thịt cóc ăn. Mai tha hồ ăn thịt cóc nhỉ? Đây con em ơi, đây này. Đây. Đấy. Đi Xuống em ạ. vài đi vài bước là được thôi mà nhỉ. Nói chung là ở đây gọi là biển luôn đây ạ. Biển cóc. Biển cóc luôn. Đây con đây. Ui dồi ôi. Ui con này to thế. Đây này, to chưa? Đây Đây mà ăn thì ngậm mồm rồi nhở. một con đây. 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 Kiểu này không sợ chết đói. Ở đây một con này, đây này. Đây Rồi. này. Rồi, đây đây. Đây đây. Không phải đùa anh em đâu, nó nhiều thật đấy các bạn. Đây một con này. Không đi đâu xa, ngay ở gần mình thôi mọi Đây. người ạ. Đây. Đấy. Nói chung là đặt khỏi tay luôn anh em nhá. Chỉ cần đi tìm quanh quanh mình là thấy mọi người ạ. Đấy. Mình bắt ra bên 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 Long An. Long An có nhiều. Bây giờ xin bắt bên này nhé mọi người nhé. Bên bờ ao. Ok con. Kiếm con Ôi đi một con con kìa. bắt được con. Đấy. Đấy. Đấy mọi người nhá. Đây. Nhiều chưa? Đấy. Ui, sao Ôi. quá anh em ạ? Sao quá? Đây, hai con anh em ơi. Hai con luôn. Ba con. Rồi. Đây. Nhiều ấy nhỉ? Có chừng ngập mồm Đấy. nhá, ngày mai em mồm mồm nhá. À, mai anh em cùng đón xem phần 2 của bọn mình nhá. Đây. Đây. Kiểu này phải làm đầy cái bao ấy nhỉ? Để ụ luôn. Con luôn này. Đấy. Con hai con luôn anh em ơi, đây Đấy. rồi. Nhiều lắm anh em ạ. Đây một con nữa này. Đây. Đấy. Một người đây không? Đấy. Trời ơi. Bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra chỗ khác nha mọi người nhá. Xuống đây không? Xuống đây con này không? Chắc Hai con, hai con. Ồ, hai con này. Đây, Ui, xuống bên này nhầm này. con, nhầm con. Nhiều em ạ. Ôi nhảy hết rồi. Ôi nhảy hết rồi à? Một Đấy, con. vẫn được một con anh em ạ. Đấy, lại được một con nhé anh em ạ.
Hai con. Hai con luôn. Ui. Nhiều mấy con rồi. Mỗi lần được 2-3 con thì cũng được nhiều phết đấy nhỉ. Ok đấy. Đây, đây một con này đây 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 này. Ồ. Đây, thấy không? Thấy. Đây. Đấy. Đấy, con này này đây. Rồi. Gọi là mai gầm ngập mồm luôn. Đây một con, ê, thấy không? Đấy. Đây 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 đây. Đây. Đây anh em thấy con này. Quá nhiều luôn mọi người ạ. Nói chung sướng nhá, hôm nay sướng nhá. Mới đi có một tí thôi mà anh em à, được từng này rồi. Được đến 2 cân chưa? Đến rồi đấy. Ừ. Gần đến rồi mọi người ạ. Giờ mình kít xuống dưới kia nó còn nhiều lắm. Đây, còn nhiều, ruộng còn nhiều mà nhỉ. Nghe nó ầm luôn. Ầm bên tai luôn. Ừ. Trên kia sao ấy? Bên này hơi ít từng vùng cơ. Rồi mấy cái chỗ bờ ao này rất nhiều luôn. Là nhiều phết. Được mấy hơn chục con nhỉ, ở bờ ao nhỉ. Chắc hơn đấy. Đấy con. Đấy, lại một đấy. Con anh em ạ. Xuống luôn. Đây mọi người ạ. Nói chung nhặt mỏi tay luôn. Nhặt đến khi nào mà tay mình không nhặt được nữa thì thôi anh em ạ. Thế nào buồn ngủ thì về ngủ nhá anh em nhá. Ui, hai con kìa. Ừ, đấy đấy. Hai con. Đấy, có biết anh em có thấy không? Hai con. Không thấy được anh em ạ. Không thấy anh em ạ. Đây mình vào gần, mình vào gần. Mình, bây giờ mình sẽ vào gần cho mọi người xem nhé. Ui, nó cặp con này đấy. Đấy. Còn chưa đi đến bên kia nhỉ. Nó cặp đấy. To chưa, béo ú luôn. Đấy. Đấy. Vẫn còn kia luôn. Đấy. Mọi người nhá, đấy. Nó có phải gọi là quá nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ sang bên này nhé mọi người nhá. Đây. Cái này ấy nhỉ. Này. Ui. Trời đấy, trời đấy. Căng ấy nhỉ. Đi xuống nhanh em nhá. Đây. Con mọi người ạ. Đây này. Đấy. Quá to luôn. Vẫn bị tuấn mất à? Bị tuấn mất một con anh em ạ. Đây. Đây. Đúng một con. Đúng mình vô 2 con nhưng mà tựa thêm một con. Chỉ riêng bà ao này chắc được hơn 20 con rồi nhỉ. Đúng 1 con nữa. Đấy. Đây một con cái kia cùng này. Kìa con hơi bé nhỉ. Mình nhặt tầm con to to một tí. Ăn nó mới ngậy.
ăn mới ngậm mồm. Ôi trời ơi anh ơi. Đây. Rắn nó xác em ơi. Đấy, đây rắn nó xác đây này. Xác rắn nha mọi người. Đây. Đây. Này đi đi đêm hơi nguy hiểm đấy anh em ạ. Phải cẩn thận chứ nhỉ. Đây lại tìm thấy nha anh em ạ. Đây này. Lại còn nữa. Đấy. Nói chung là tuy con nó hơi to nhưng mà mai là anh em mình ngập mồm rồi. Tuy không to nhưng mà được nhiều nhỉ. Mai là anh em mình ngập mồm luôn. Ăn sướng luôn. Đây. Đấy. Nha mọi người. Đấy. Đấy. Đi quanh quanh tí mà được nhiều phết. Nói chung vào cái mùa này là mình kiếm mồi ban đêm là hơi dễ anh em ạ. Đi soi đây một con nữa mọi người ạ. Đấy. Nói chung đi lang thang khoảng tầm vài tiếng là anh em mình mai lại có mồi anh em ạ. Lại có mồi ăn rồi mọi người ạ. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhá. Để anh em đi soi đêm cho anh em. Bây giờ là anh em mình đi đi soi tóc. Mai kia là anh em mình sẽ làm một series đi soi chim anh em ạ. Đi soi chim. Bây giờ là đi soi ở ruộng rồi, mai kia làm trên rừng luôn nhỉ. Đấy, kêu nhị căng lắm mọi người ạ. Đây kêu ầm luôn mà anh em mình chỉ đi chọn mấy chỗ mà nó con to thì anh em mới nhập anh em nhé. Con nhỏ quá thì cũng không bó mấy nhỉ, lấy con to ăn nó mới ngậm mồm. Không bó mình nhai. Đúng rồi, nó phải nhai một con ngậm mồm mới sướng nhỉ. Đấy. Bây giờ mình sẽ tìm quanh khu anh em rồi nhá. Xong rồi, xong rồi. Đây, đây, đây. Nhảy mất rồi. Mày nhảy mất rồi à? Đây nha mọi người. Đây, trong khi anh em mình đi khoảng tầm 15 phút. Đây. 15-20 phút nhỉ. Đây. Cái này mai là anh em mình có cái mà ngập mồm luôn anh em ạ. Cái này mà lột ra xong là nướng ớt bắc khén thì mà ôi dồi ôi luôn. Hết nước chấm luôn nhỉ. Đi luôn. Để đi kiếm tiếp anh em nhá. Mình sẽ xuống cái này nha mọi người. Đây. Lại một con nha anh em ạ. Đây nhá. Nói chung là đi đâu thì đi cũng phải loanh quanh bờ ao này mới có anh em ạ. Anh em mình xuống tận dưới kia nhưng mà không có nhỉ. Có. Chỉ loanh quanh bờ ao này mới có thôi. Bờ ao này là có nhiều nhỉ. Kêu quá trời luôn mọi người ạ. Đấy, đây một con nữa mọi người ạ. Đấy. Quá nhiều luôn. Chưa một con, hai con. Đấy. Bên bờ kia hai con nữa mọi người ạ. Đây. Nói chung chỉ quanh bờ ao này nó có nhiều thôi. Từ dưới kia hơi khó. Nhảy mất rồi. Bị nhảy mất rồi hay mọi người ạ.
Đây mọi người nha. Đây. Đây. Thấy không? Đấy, một cặp luôn anh em ạ. Đây, đấy, hai con luôn. To chưa? Đấy. Đấy. Đây anh em ơi, tổng kết là anh em mình đi soi đêm nay nhá anh em nhá. Đây. Chỗ này phải tầm 3 cân cóc em ạ. Quá nhiều rồi. Đây. Bây giờ cũng khuya rồi thì anh em mình chuẩn bị đi về rồi anh em nhé. Mai anh em mình sẽ chế món cóc, cóc nướng anh em ạ. Mọi người cùng đón xem ngày mai bọn mình chế như nào nhá. Đây bây giờ anh em mình xin được kết thúc video của anh em mình ở đây thôi các bạn nhá. Thì các bạn hãy nhấn like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nha anh em nha. Xin chào anh em. Xin chào anh em nha.